một tài liệu Word và muốn chuyển nội dung đó sang PowerPoint, đừng mất công copy nội dung từ file Word vào từng slide. Sau đây mình sẽ chỉ cho bạn cách chuyển từ Word sang PowerPoint, cực đơn giản và nhanh chóng mà không cần cài thêm bất cứ phần mềm nào. Ví dụ, ta có một văn bản như dưới đây và muốn chuyển đổi nó thành PowerPoint. Đầu tiên các bạn cần phải nhấn chuột vào thẻ file trên thanh công cụ. Tiếp đó, các bạn nháy vào Options trong danh sách file vừa hiển thị. Cửa sổ Word Options hiện lên, chọn mục Custom Ribbon. Tại cột Custom Major Ribbon, nếu một home chưa có dấu tích thì nháy chuột vào home, nếu đã thấy dấu tích thì bỏ qua bước này. Sau đó, chọn New Group. Vậy là bạn đã tạo được một nhóm mới New Group Custom. Các bạn có thể đổi tên cho mục đó bằng cách click vào Rename và điền tên mới tại Display Name, cuối cùng bấm OK để xác nhận. Tiếp đó, các bạn chuyển chuột Command Drum thành Home Command để có thể hiển thị tất cả các chức năng có trong Word. Các bạn kéo xuống dưới danh sách để tìm xem To Microsoft PowerPoint. Danh sách được để theo thứ tự ABC, nên các bạn chỉ cần loạt chức năng đứng đầu là chữ E là có thể khoanh vùng tìm được xem To Microsoft PowerPoint. Khi chọn được dòng Sento Microsoft PowerPoint, các bạn click vào S để thêm nó vào mục chức năng mà bạn vừa tạo. Cuối cùng bấm OK để xác nhận thay đổi của cài đặt vừa rồi. Giờ các bạn có thể dễ dàng thấy nước Sento Microsoft PowerPoint ở trong thẻ home của mình. Kể cả trong những lần sau sử dụng Word, các bạn cũng có thể thấy nó tại đó mà không phải cài đặt lại từ đâu nữa. Hiện giờ, khi bạn nhấn chuột vào nút chức năng này, văn bản của các bạn sẽ lập tức được chuyển đổi thành PowerPoint. Vậy là toàn bộ nội dung trong văn bản sẽ được chuyển tới một file PowerPoint mới, mỗi nội dung sẽ được chuyển vào một slide, bạn có thể chỉnh sửa lại tùy ý. Tuy nhiên, việc chuyển đổi từ Word sang PowerPoint chỉ có thể tạo ra những chuyển đổi văn bản đơn giản và các slide tạo ra cũng không được đầy đủ thẩm mỹ cần có cho một bài thuyết trình. Vì thế, nếu không quá mức cần thiết, thì người sử dụng tốt nhất nên tạo slide ngay trên PowerPoint, chứ không phải chuyển đổi từ Word sang PowerPoint. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chúc các bạn có thể thực hiện thành công thủ thuật này.